Chào tất cả các bạn, đây là viên uống Liver Detox của thương hãng Squid, chuẩn của Úc nha mọi người. Đây là gọi là viên uống bổ gan, giải độc gan, mụn nhọt, mẩn ngứa, rượu bia, hút thuốc lá nhiều và môi trường ô nhiễm nhiều thì nó sẽ giúp cho giải độc gan nha. Viên giải độc gan Squid C rất tốt cho những người thường xuyên uống rượu bia, hút thuốc lá, sinh sống trong những môi trường ô nhiễm, gan yếu, có các vấn đề bệnh về gan. Squid C Liver Detox là viên uống bổ sung cho gan nè, đó, nó là dạng thuốc bổ cho gan, giúp thải độc gan nổi tiếng của bên Úc với chiết xuất từ thảo dược như cây kế sữa, artiso, vân vân. Liver Detox Swissies này hỗ trợ phục hồi chức năng gan cực kỳ tốt. Tác dụng của nó là giúp tăng cường chức năng của gan, giúp đào thải các độc tố, thanh lọc cơ thể, làm chậm quá trình lão hóa của gan và các tế bào, hỗ trợ trong quá trình điều trị các bệnh về gan như là xơ gan, viêm gan. Giúp cho bổ gan, tăng cường chức năng gan, hỗ trợ điều trị trong các trường hợp gan bị suy yếu hay bị nhiễm bệnh, bệnh nhân thời kỳ dưỡng bệnh suy nhược cơ thể, giúp bồi bổ cơ thể, thanh nhiệt giải độc cơ thể, đào thải các chất độc hại trong máu, có tác dụng chuyển hóa cồn thành nước ha, chống ngộ độc rượu, giảm các triệu chứng sau khi uống rượu như là buồn nôn, đau đầu, ợ nóng, giúp nhuận tràng, làm hết mụn nhọt nha, trứng cá, làm đẹp da cho cả phụ nữ bằng cách thải trừ chất bã nhờn, chống lão hóa sớm do lạm dụng hoặc là thường xuyên dùng những cái đồ uống có cồn hay là những cái thức mà uống mà dễ gây ngộ độc cho gan ha. Hướng dẫn sử dụng thì người lớn chỉ cần uống mỗi ngày một viên thôi, những người mà bị nhẹ đó chỉ cần uống một viên trong khi ăn hoặc là sau khi mình ăn no, còn những người bị bệnh gan quá nặng thì uống từ 2 viên trong một ngày nha. Lưu ý giúp em Uyên và nhớ là uống sau khi mà, trong lúc mà mình đang ăn hoặc là sau khi mình ăn no hẳn uống nha, chứ đừng có để mà ruột mà đang mà đói mà uống cái này thì không có tốt cho đường ruột nha. Cái này thì Uyên dặn kỹ và bây giờ thì Uyên sẽ hướng dẫn cho cách mọi người kiểm tra hàng thật hàng giả cái sản phẩm là Detox Liver chuyên là giải độc gan nè, đó, hỗ trợ làm tốt cho gan nè, tránh gan bị nhiễm độc nha mọi người nha. Đây, bây giờ Yên hướng dẫn nè, mọi người xem nè. Yên quay cái chi tiết lại cái hũ này cho mọi người nha. Đó, đát mới nhất cho mọi người vào đây nè. Mọi người xem kỹ nè. Hàng chuẩn Úc nha mọi người, Australia nè, tem của nó nha, thương hãng nè. Đây nha, đây mọi người cũng có thể check vào đây. Và có chỗ này là cái gì đấy không? Mọi người cào ra và ra cái số mã này, mọi người có thể đánh lên và check lên nha mọi người. Đây, bây giờ Yên sẽ làm thử một hộp cho mọi người nha. Yên sẽ cào ra và check cho mọi người để kiểm tra coi có đúng hàng chuẩn không nha. Đây nha. Và hũ này là Uyên đang quay là hũ là 200 viên nha mọi người. Đó, 200 viên, nếu mà mình dùng mỗi ngày một viên là mình dùng được tới 200 ngày nha mọi người. Một tháng là 360 ngày. Mà cái này hết 200 ngày, 200 viên. Thì là mình dùng hơn nửa năm rồi mọi người. Hơn nửa năm rồi đúng không? Đó, bây giờ thì em Uyên sẽ test cho mọi người nha. Đây, em Uyên sẽ cào chỗ này cho mọi người nha. Đây, cào. Cào ở chỗ này nha. Đó, mọi người thấy không? Cào cho nó ra cái số này và số này là mình có gửi chat vô nha. Đây mọi người thấy rõ không? Đây, cái số Uyên cào là 30904 nha. Bây giờ thì Uyên sẽ chat vô nha. Sau khi cào xong là 30904 rồi thì Uyên sẽ vào phần Zalo nha. Đây, trong phần Zalo nó có sổ chỗ chat chỗ này nè mọi người. Đó, Uyên sẽ bấm vô nhanh chat nha. Đây, và các bạn chỉ chỉa vào đó thôi nha. Đây, đây các bạn thấy không? Đó, nó sẽ ra cái đường like, các bạn bấm vào mở. Đó, tự động nó sẽ chạy ra. Đó, và cái chỗ phần nãy Uyên cào nè, 30904, Uyên sẽ đánh vào đây nha mọi người. 30904. Ê, số 4 mình đang đọc 9 30 90404. Rồi bây giờ thì Yên sẽ vô nha, chọn vào đó, đồng ý nha, đồng ý nha mọi người, đồng ý. Đây mọi người xem nha. Đó, ra kết quả nha. Đây là đúng là hàng chính hãng nha. Deep Grow This Label is authentic nè. Đây là đúng là hàng chính hãng nha. Đó, Liver Detox nè. Đây là cách mà Uyên check nha. Đó, mỗi hộp chỉ có một mã số duy nhất. Đây, Uyên sẽ mở bên đây cho mọi người xem. Mỗi hộp chỉ có một mã số duy nhất, đó là như thế này. Đó, mã số cào nha. Bên đây là Uyên đã cào rồi nha mọi người. Đó, mọi người cào và mọi người check giùm em Uyên nha. Và khi check ra là nó sẽ ra như thế này. Đây đúng là hàng chính hãng nha. Đó, đây là clip hướng dẫn đó, phân biệt nha.
kiểm tra hàng thật hàng chuẩn nè của sản phẩm viên uống giải độc nè, thải độc gan, bổ cho gan, liver detox nè của thương hãng của Úc nha mọi người. Đây Australia nha mọi người ha, thương hiệu là Swisses nha mọi người. Đó, đây sau khi mà uy check xong ha, xác cho các bạn biết phân biệt hàng chính hãng hả. Rồi thì bây giờ thì Uyên sẽ mở cái hộp bên trong, cái viên bên trong cho mọi người xem nè. Đó, một hộp như thế này là gồm có là 200 viên, mỗi ngày chỉ cần uống một viên thôi nha mọi người nha. Chỉ cần uống một viên thôi, cái nắp của nó như thế này. Đây. Đây mọi người xem nè. Đó. Mọi người thấy không? Mỗi ngày chỉ cần một viên thôi. Chỉ có những người là bị nặng đó. Đó, gan bị nặng nè. Đó, và đang dùng những cái sản phẩm được điều trị gan thì có thể dùng xen kẽ với cái loại viên uống này nha. Đây là sản phẩm thực phẩm chức năng hỗ trợ rất rất là tốt cho những người đang muốn thải độc gan nè, đang bị bệnh gan nè, gan đang có những cái vấn đề bệnh lý trong đó thì sử dụng ngay cái viên uống liver detox nè, cực kỳ hiệu quả luôn nha mọi người nha. Đây nha. Đó, viên rất là nhỏ luôn. Nhiều người nói em sợ uống thuốc nhiều quá ngán thì mỗi ngày chỉ cần 1-2 viên thôi, mà cái viên nó cũng không có to nha, bé tí thì thôi nha mọi người. Đó, mọi người nhớ nha, lưu ý khi mình mua những cái sản phẩm nào về thì cứ nhớ check kiểm tra lại kỹ để tránh mua hàng nhái hàng giả khi mình uống vào cơ thể ảnh hưởng sức khỏe nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn tin tưởng shop Infestation và ủng hộ những cái sản phẩm thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe thời gian qua. Mọi chi tiết muốn mua sỉ lẻ sản phẩm thì cứ liên hệ trực tiếp với em Uyên qua số hotline 0767750430 hoặc là số hoặc là kết Zalo qua số 0938033035 để được tư vấn và mua đúng hàng chuẩn chính hãng công ty nha, chuẩn của Úc nha mọi người. Xin chào và tạm biệt mọi người nha.